chào mọi người ha. Hôm nay em giới thiệu với mọi người cái mã sản phẩm, nó là cái hút tiếp C 5 trong 1 3 ha. Cái mã của nó là 790558 nha. Nó bao gồm có 5 cổng nè. HDMI này, độ phân giải của nó là 4K 30Hz hoặc là 2K 60Hz ha. Đầu vào của nó là cổng tiếp C. Cổng này là cổng tiếp C ABD. Sạc cho hỗ trợ sạc cho cái thiết bị chính ha. Tiếp xe data thì nó dùng để kết nối dữ liệu. Hai cổng USB này thì kết nối chuột bàn phím và máy in nha. Chất liệu của nó thì đời giờ nhôm nha. Chiều dài của cáp thì khoảng 15 cm á. Bây giờ mình kết nối thử ha. Hỗ trợ laptop có mỏ thanh là bên 3, điện thoại, máy tính bảng có chức năng MHL, HDMI kết nối vô TV nhé. Xuất ra màn hình dễ dàng ha. Chuột chạy ha. Đang sử dụng chuột ha. Mình sử dụng bàn phím nha. Kết nối dễ dàng, dễ sử dụng ha. Mình test lại cái bàn phím nha. Cái chuột nè. Bàn phím nha. Rồi, sản phẩm đều được bảo hành bằng tem 3 tháng nha. Mọi người cần biết thêm thông tin gì á thì inbox shop để được hỗ trợ về kỹ thuật nha. Em chào mọi người ạ.